À, xin chào các bạn, hôm nay lý cốt tô tổng tích chúng tôi xin với các bạn một cái mẫu chậu rửa mặt của cốt tô mang cái mà hiệu là SC00537 kết hợp với mẫu vòi à, lạnh có tô CT1302 à, mẫu à, chậu này là cái mẫu chậu gắn à, tường của thương hiệu cốt tô phù hợp sử dụng cho người khuyết uh, tật sử dụng và cái mẫu bò này là mẫu CT1302 chất liệu được làm bằng đồng thau mạ chrome với cần gạt là cần xẹt ngang rất là tiện dụng và trong quá trình sử dụng và cái mẫu labo này thì nó được thiết kế với cái chiều ngang là 6, 56cm chiều rộng là 57,5cm và chiều cao của nó là 70cm và sản phẩm này thì nó được bảo hành 2 năm của tiệm Cotto và hiện tại thì đang được bán tại đại lý Cotto Tống Tô Đức thì các bạn cần mua sản phẩm chậu lửa SC00537 và vòi cố tô CT1302 thì có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập vào tdm vn Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.